rồi, đây rồi, đây rồi, đây đây.
một nồi chè ăn bún. Rau này là rau gì ấy nhỉ? Ừ. Rau này trồng thế này hả bố? Ừ. Con rau đẹp quá, đẹp. Rau đẹp nhỉ? Bố mua hả? Bố mua. Các cái rau này trồng thưa thưa ra nhỉ? Con trồng. Thank you.
chiếc rưỡi.
Thank you.
gì quá nó vừa bật nhau với con xong cũng hay là cái nhiều của nhà nó sống đấy. Nhưng mà nó có cắn vào con không? Nó lùa, nó tạp mồm, nó tạp con bộ. Ừ. Nhưng mà cái người nó không được gì chứ? Con không. Ừ thế may rồi. Đau chân mọi chân. Ừ. Ôi giời ơi. Bộ. Sao lại có cá sấu ở đấy này nào nhỉ? Cái trong đất mình là sao có cá sấu nhỉ? Đi vào nhà đi con, đi bắt được ít cá bộ. À đây. Con có con vào con bật bật điện tối rồi con bắt được một ít cá bộ xong. Để bố tưới nốt cái chỗ này cho nó xong rồi. Còn một cái lò này con vẫn chưa phải đem về được đấy. Bắt được nhiều cá lắm. Qua con đánh thế nào nhiều cá không? Đánh cái này nhiều cá lắm. Sợ con cá sấu quá. Cá sấu nó to thế rồi. Đấy xong rồi con đem cái này đi bán nhé. Vâng. Ừ, đây đi à? Đâu, xong rồi tí con cho vào cái thùng cái gì. Con đi bán thôi, con để bố mổ. Ừ. À khôn thế. Tìm đúng chỗ luôn. Phi. Còn cá to nhỉ? Ừ, này, tí con em mới con này đi bán, con để bố. Đi một cái nhé. Con cái đây nhé. Con đi cắt thêm ít bắp cải đây. Ừ, con đi làm đi.
nghiệp. Đây hết rồi. Đang cái đồ đá hết vô à. Đây cái đồng nghiệp. Bố con cũng biết hả? Làm chạy.
Nó mang bèo rồi. Thank you.
Mình có đèo ở đây lắm về thế thôi. Bà nhàn mà ngay nhà chỗ nhà nghỉ gì trong làng không? Bà nhàn là... nhà bà ấy gần nhà nghỉ gì trong làng á, bắt nhà nghỉ gì tên gì mình quên. Vua cá cái như tiểu thư còn một trai đứa gái gì chạy chết biết không, hay hát quan họ ơi hộ chùa các kiểu ấy.
con này đi. Cá cái rán hả bố? Ừ, cá rán xong nấu canh. Cá cái gì được? Cho cá
Thank you.
ươm nhỉ. Vòng chắc ôm vừa người mồm há rồi, nó phải mấy chục cân. Thôi hả con? Thôi bố bên người con.